Đây các bạn, sầu riêng là thái bên này là bắt đầu già chín rồi nha các bạn ơi. Đây này, củ cuống bắt đầu nứt nứt rồi này, bắt đầu là cắt được sầu riêng rồi nha các bạn. Bạn nào ăn thì follow và nhắn tin cho Ba Núi nha các bạn. Bạn nào mua của Ba Núi thì các bạn follow xong rồi nhắn tin đầy đủ thông tin là mua cái loại hàng gì giúp Ba Núi nha các bạn. Ba Núi sẽ cho người gửi nha các bạn ơi. Đây ạ, hàng thì bạn là bao phê luôn. Đây các bạn nhìn thấy không ạ, củ cuống già đành rồi này, nứt cạnh rồi đó, trái rất đẹp luôn, rất phê luôn đó. Đây, ôi giời ơi, trái rất là đẹp luôn đó, nhiều lắm luôn các bạn, xài rất là xài, rất là xài. Đây, quay hôm nay quay mấy cây liên tục cho các bạn coi nhé. Đây, đây các bạn thấy này, xài vô cùng luôn, trái rất dễ thương, rất xinh luôn. Đây các bạn này, quá phê luôn các bạn, thật tuyệt vời. Thì follow đăng ký kênh của ủng hộ cho Ba Núi ạ. Đây ạ, rất tuyệt vời luôn này. Chỗ này nó khuất dây gió nên là không cần phải cột dây các bạn.